Tiếp theo trận đấu số 19, hạ cân 72 kg, vận động viên Hoàng Ngọc Trinh, đơn vị Thừa Thiên Huế trang phục đỏ, gặp vận động viên Chu Thị Ngân Anh, đơn vị Bộ Đội trang phục xanh. Mời các vận động viên đứng trước bảng xin công bố kết quả trận đấu vừa qua.